Như à? Bắt đầu chưa? Ừ. Khi em tập cho nó xong bằng thức ăn ấy thì mình có thể chơi bằng bóng để khơi roi cho nó. Bóng chó con này từ 2 tháng đến 4 tháng tuổi thì mình phải chơi bóng mềm này. Bóng này rất, nó rất là mềm. Đấy, từ 4 tháng tuổi đến tầm 8 tháng tuổi con chó vẫn còn bé, răng vừa thay rồi có thể thay quả bóng bằng cứng hơn. Còn từ 12 tháng tuổi hắt lên thì mình chơi bóng size chó to rồi. Chính vì thế trong huấn luyện người ta chia ra rất nhiều size bóng. Chơi con chó con một là buộc vào cái sợi dây cũng được, dây nó phải dài. Hai là buộc vào cái que thứ cũng được. Làm sao để kích thích khơi roi con chó đầu tiên ấy, chơi ấy. Hey, chấp án rồi. Super, good, good, no, super. Các bóng chạy cảm giác nó căng căng thì em cho dừng cho nó cắm trúng. Cắm trúng ấy, khi nào nó cắm trúng ấy em đừng sờ và em cầm quả bóng luôn. Nếu con chó nó sẽ nhả ngay, thế là chó con nó nhả ngay vẫn là bình thường, chẳng sao cả. Mình sẽ chơi, mình cầm cái sợi dây dài này, kéo co với nó này. Chứ đừng có nhấc bổng con chó lên, răng con chó đôi khi chơi bằng rẻ nó bị mắc bóng. Nó ngụt với con đỏ. Nó cắn được cái đỡ hàm nó để chống con chó nó nhay, Tạo điều hướng nó về mai sau là con chó này luôn là cái điểm đi khá là tốt. Con đỏ bà đá đó. Super. Ngụt. Cắn hàm giữ lời khen. Ngụt với con đỏ đỡ hàm luôn này. Con chó nó sẽ không bị nhá, hơi nhay nhay này. Ngụt với con đỏ. Em đỡ hàm ấy thì em có thể tự cảm nhận được cái sự xếp hàm của con chó. Good. Thế nào làm tốt thì thưởng. Thưởng cho nó là người chiến thắng. Này, nó mất tập trung rồi. Em dập mạnh ra, chơi luôn với nó. Good dog. Super. Khi con chó, đây vẫn là chó con ấy, nó không có nhiều nước dãi. Khi con chó tầm 3 tháng rồi, bắt đầu nó phát triển nước dãi nó nhiều lắm. Nó chạy lúc mà nước dãi nó ra bóng rất là trơn. Bóng càng trơn càng tốt. Để khơi lông ra, khơi cái roi rây bản năng săn mồi của nó, con mồi ở trong mồm ấy chạy ra khỏi mồm lần sau nó sẽ càng phải cắn chặt hơn. Good dog. Án rồi. Super. Này cắn nó như này à, chất tốt này. Đấy. Chất. Đấy super. Án rồi. Good, good dog. Đấy super. Em nên nhớ nhé, phải chơi ở dưới đất, bởi vì nếu em chơi vật ở trên bình thường con chó nó hay cắn vào dây các thứ lắm. Ở chơi dưới đất thì con chó đa số không là nó cắn vào dây. Án rồi. Good.